Lý Thường Kiệt khiến một nhân vật kiệt xuất của Trung Hoa mất nghiệp ra sao? Quý vị và các bạn thân mến, danh tướng Lý Thường Kiệt là một nhà quân sự, nhà chính trị nổi tiếng thời Lý, nước Đại Việt. Trong cuộc kháng chiến chống Tống lần 2, Lý Thường Kiệt đã chủ trương kết hợp hai cách đánh, tiến công và phòng thủ. Ngay sau thắng lợi ban đầu, ông ra lệnh rút quân về nước, xây dựng các lớp phòng ngự, sẵn sàng nghênh địch. Ông đã quyết định dựa vào sông núi, các đèo hiểm trở, các sông rộng và sâu để xây dựng tuyến phòng thủ trên đường bộ lẫn đường thủy, với phòng thủ sông Như Nguyệt là tuyến chủ lực. Các quân đánh ở đây cũng mang lại thắng lợi toàn cục cho quân dân Đại Việt. Cũng trong cuộc kháng chiến này, ông đã khiến cho một nhân vật kiệt xuất của Trung Hoa, đó là Vương An Thạch đại bại. Vậy diễn biến cụ thể ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngay sau đây. Chiến tranh Tống Việt và đỉnh cao Lý Thường Kiệt. Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, danh tướng Lý Thường Kiệt nổi bật với việc chiến dịch chinh phạt Chiêm Thành năm 1069, đánh phá Ba Châu Khâm Ung Liêm nước Tống giai đoạn từ năm 1075 đến năm 1076, rồi đánh bại cuộc xâm lược của quân Tống. Vào năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp ông vào là một trong 14 vị tướng anh hùng dân tộc tiêu biểu nhất trong lịch sử Việt Nam. Trong số những đóng góp to lớn của ông thì đỉnh cao thắng lợi là ở trận Như Nguyệt. Đây là một trận chiến lớn diễn ra ở khúc sông Như Nguyệt vào năm 1077, là trận đánh có tính quyết định của cuộc chiến tranh Tống Việt 1075-1077 và cũng là trận đánh cuối cùng của nhà Tống trên đất Việt. Trận chiến đã khiến cho quân Tống nhận cái kết thất bại và thiệt hại cực kỳ lớn, khiến cho nhà Tống mất hẳn ý chí xâm lược nước ta và buộc phải thừa nhận Đại Việt là một quốc gia. Thắng lợi này đã làm nên những chiến tích lừng lẫy lưu danh sử sách của danh tướng Lý Thường Kiệt, là niềm tự hào ngàn đời của người dân Việt Nam. Còn đối với nhà Tống nói riêng và các triều đại phong kiến Trung Quốc thì lại là nỗi hổ thẹn không thể xóa mờ. Không phải ai cũng biết rằng, thất bại chiến tranh Tống Việt trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của một trong những nhà kinh tế chính trị, văn hóa nổi tiếng nhất lịch sử Trung Quốc. Một nhân vật kiệt xuất trong nhóm Đường Tống Bát Đại Gia, tướng Vương An Thạch. Vương An Thạch là ai? Vương An Thạch sinh ngày 18 tháng 12 năm 1021, mất ngày 21 tháng 5 năm 1086, có tự là Giới Phủ, hiệu là Bán Sơn Lão Nhân. Ông là người ở Phủ Châu, Lâm Xuyên, nay là huyện Đông Hương, tỉnh Giang Tây. Vương An Thạch đỗ tiến sĩ năm 1042 và đời Tống Nhân Tông. Năm 1047, ông được thăng chi huyện Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Năm 1055, ông được điều làm quan hình ngục Giang Đông, coi trọng việc tư pháp và hành chính Giang Nam. Đến cuối năm 1058, ông đã viết một bài trình lên Hoàng đế Tống Nhân Tông, trong đó có nêu rõ hiện trạng trì trệ của Bắc Tống và đưa ra các biện pháp khắc phục, áp dụng tân pháp để cải cách chế độ kinh tế, xã hội, quân sự. Ông sống qua hai đời vua là Tống Nhân Tông và Tống Anh Tông. Sau khi về chịu tang mẹ 3 năm ở quê nhà, ông đã quyết định ở lại quê và mở trường dạy học. Năm 1068, khi Tống Thần Tông lên làm vua, triều đình gặp khủng hoảng về quân sự, chính trị, kinh tế, xã hội. Tống Thần Tông lên ngôi đã cho người mời ông về kinh đô Biện Kinh, phong làm Hàn Lâm Viện học sĩ. Năm 1069, ông được thăng tham tri chính sự. Năm 1070, Vương An Thạch đã được tin tưởng và cử làm tể tướng. Ông là người đã đề ra các chính sách cải cách kinh tế với tên gọi là Tân Pháp, nhằm cứu vãn tình thế khó khăn trong nước. Tân Pháp của ông gần giống với tính chất của một nền kinh tế kế hoạch hóa và phúc lợi công cộng. Để thủ tiêu được nạn đầu cơ tích trữ và độc quyền, ông đã đưa ra một hệ thống giá cả cố định, đề ra việc trả lương bổng và trợ cấp hưu trí cho quan lại, cũng như trợ cấp cho những người khó. Có thể nói rằng, Tân Pháp là những chủ trương cải cách mang tính tiến bộ thông qua các đạo luật. Nhưng khi thi hành ra thì gặp phải sự chống đối của các tầng lớp quan lại. Chính vì thế, Tân Pháp của Vương An Thạch được tiến hành một thời gian thì bị các thành phần ghen ghét đấu tranh chống lại luật thu thuế lúc lúa đang xanh, khiến ông bị bãi chức lần thứ nhất. Trong giai đoạn này, Vương An Thạch còn cho sửa đổi lại hệ thống thi cử quốc gia, làm cho nó ít lệ thuộc vào tứ thư ngũ kinh. Nội dung giáo dục khi đó dựa trên cơ sở những kiến thức có giá trị thực tiễn.
Điều này đã khiến cho tầng lớp quý tộc và quan lại theo trường phái Khổng Tử tỏ ra khó chịu, chống đối. Khoảng tháng 6 năm 1074, do thấy không làm được gì, ông chán nản xin từ chức. Nhưng do tình hình nước Tống càng trở nên phức tạp hơn, nên đến tháng 3 năm 1075, Vương An Thạch lại được vua Tống triệu về chấp chính giúp vua. Vết nhơ lớn trong đời Vương An Thạch. Chính Vương An Thạch là người đưa ra chủ trương tiến đánh xuống Đại Việt. Ông đưa ra chủ trương này trong kế hoạch mở rộng lãnh thổ xuống phương Nam và giải tỏa căng thẳng trong nước cùng sự uy hiếp ở biên giới bởi Liêu và Tây Hạ. Từ năm 1070, Vương An Thạch đã để ý đến phương Nam và muốn lập công ở ngoài biên. Ông tâu lên vua Tống rằng: Giao Chỉ vừa đánh Chiêm Thành bị thất bại, quân không còn nổi một vạn, có thể lấy quân Ung Châu sang chiếm Giao Chỉ. Theo kế sách của Vương An Thạch, năm 1073, vua Tống đã phái Thẩm Khởi làm Quảng Tây kinh lược sứ lo việc xuất quân. Thế nhưng do Thẩm Khởi phạm phải nhiều sai lầm nên Vương An Thạch đã tiến cử Lưu Di thay. Cùng với đó là cho tăng cường binh lực, tiếp tục điểm dân, tích lương, đóng chiến thuyền, luyện tập thủy binh. Theo đề xuất của Vương An Thạch, nhà Tống đã biến Ung Châu thành một căn cứ xuất phát để chuẩn bị xuất quân tiến đánh Đại Việt. Ngay sau khi chuẩn bị xong, nhà Tống đã giao cho Tô Giám, một viên tướng dày dặn kinh nghiệm trong cuộc chiến chống Nùng Chí Cao trước đây, làm chỉ huy căn cứ quân sự này. Mọi sự chuẩn bị chinh phạt của nhà Tống theo kế hoạch đều phải giữ bí mật tuyệt đối, tránh lộ thông tin đến tai nhà Lý. Mục tiêu của Vương An Thạch đề ra là chỉ cần đánh một trận, thu lấy toàn thắng, khuất phục Giao Chỉ, mở rộng bờ cõi. Thế nhưng do chính sách cải cách tần pháp của ông trước đó đã khiến nhiều kẻ oán hận, trong đó có tiến sĩ nhà Tống tên là Từ Bá Tường. Người này đã lén thông báo với Thái úy Lý Thường Kiệt về kế hoạch tiến đánh Đại Việt. Ngay khi biết được thông tin tình báo quan trọng này, Thái úy Lý Thường Kiệt đã đưa ra kế sách tiền phát chế nhân. Ông tập trung hơn 10 vạn quân ở biên giới, quyết định đánh đòn phủ đầu, công phá và giành thắng lợi liên tiếp ở Khâm Châu, Liêm Châu và Ung Châu. Trước đòn đánh bất ngờ của danh tướng Đại Việt, ngày 1 tháng 3 năm 1076, thành Ung Châu thất thủ, Đại tướng Tô Giám phải tự sát. Lý Thường Kiệt đã ra lệnh tiêu hủy thành lũy, phá kho tàng dự trữ trong vùng Tả Giang và lấy đá lấp sông chặn đường cứu viện của quân Tống. Vậy là nhà Lý, dưới sự chỉ huy của danh tướng Lý Thường Kiệt, tiến đánh các châu Liêm, châu Khâm và châu Ung thành công, tiêu diệt được khoảng 7 đến 10 vạn quân và dân nhà Tống, bắt được hàng ngàn người đem về Đại Việt cùng với nhiều của cải. Sau khi hoàn thành mục tiêu phá hủy các căn cứ hậu cần của đối phương, quân đội Lý Thường Kiệt rút về nước, tổ chức phòng ngự trên sông Như Nguyệt. Vậy là Vương An Thạch tính rất kỹ nhưng vẫn đại bại trước danh tướng họ Lý. Sai lầm nối tiếp. Trước việc bị đánh bại ngay trên lãnh thổ nước nhà, Vương An Thạch rơi vào thế đâm lao phải theo lao nên đã tiếp tục đề xuất với Tống Thần Tông chính thức tiến đánh Đại Việt. Vương An Thạch nói: Lúc quân ta diệt được Giao Chỉ, uy ta sẽ có, rồi ra báo cáo cho Thiểm Tây biết. Quân dân Thiểm Tây sẽ có thắng khí. Với khí thắng ấy, ta sẽ nuốt tươi nước Hạ. Mà nếu nuốt nước Hạ thì còn ai dám quấy nhiễu Trung Quốc nữa. Vậy là mục tiêu của Tống Thần Tông và Vương An Thạch không chỉ nhằm phục thù, mà là muốn theo đuổi đến cùng mục tiêu ban đầu. Đó là đánh Đại Việt nhằm gây nhuệ khí cho chiến trường Tây Bắc với Tây Hạ và tạo uy thế với nước Liêu. Lực lượng đánh Đại Việt theo kế hoạch của họ Vương bao gồm khoảng 10 vạn quân do Tuyên Huy Nam Viện Sử Quách Quỷ làm chỉ huy và Triệu Tiết là phó tướng. Cả hai người này đều là những người do Vương An Thạch đề cử. Quân Tống gồm hai thành phần, một phần là 4,5 vạn quân là binh sĩ có kinh nghiệm chiến đấu, còn lại là hơn 5 vạn quân, lính mới tuyển mộ ở các lộ Hà Bắc, Kinh Đông và quân mộ thêm ở trên đường hành binh từ Kinh Đô tới Ung Châu. Bên cạnh 10 vạn quân chiến đấu, quân Tống còn sử dụng đến 20 vạn phu dịch và 1 vạn ngựa. Vào đầu năm 1077, quân Tống chính thức khởi binh. Theo kế hoạch, một đạo quân Tống trên bộ do đích thân Quách Quỷ chỉ huy. Đội quân này xuất phát từ châu Ung tiến vào vùng Đông Bắc Đại Việt. Còn một đạo quân thủy do Dương Tiến Tùng chỉ huy xuất phát từ châu Lôi, đi men theo bờ biển và tiến vào cửa sông Bạch Đằng. Có thể thấy trên đường bộ, quân Tống có một lực lượng vượt trội toàn diện. Chính vì thế, quân Tống nhanh chóng giành được những thắng lợi đầu tiên quan trọng ở Chi Lăng, chiếm thành Môn Châu và đại quân tiến thẳng được xuống Nhã Nam, tiếp cận bến Như Nguyệt. Thế nhưng trên đường thủy, quân Tống lại thua to ở trận thủy chiến Đông Kênh. Thất bại này khiến hơn 100 chiến thuyền bị đánh chìm, hàng vạn quân bị bắt và bị giết.
Chính thắng lợi của quân đội Đại Việt ở trận thủy chiến Đông Kênh đã phá hỏng hoàn toàn chiến lược gọng kìm của Vương An Thạch đề ra trước đó. Quân Tống rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Quách Quỳ, Triệu Tiết vào hoàn cảnh không có phương tiện cho đại quân vượt sông, buộc phải liều mạng tấn công mà không có sự hỗ trợ của thủy quân. Sau 2 tháng ròng rã bị giam chân trên đất Việt, thấy quân Tống có dấu hiệu mệt mỏi, rệu rã, không có tinh thần chiến đấu, quân Đại Việt lập tức tổ chức phản công. Lý Thường Kiệt đã cho quân vượt sông đánh bất ngờ vào cánh quân phía tây của Triệu Tiết. Sau đó, quân Đại Việt tiếp tục đổ bộ đánh vào cánh quân phía đông của Quách Quỳ. Quân Đại Việt thắng lớn tại phòng tuyến Như Nguyệt. Đề cao tính nhân văn, phía Đại Việt đã chủ động nghị hòa với quân Tống. Kết cục của Vương An Thạch. Đến tháng 3 năm 1077, Quách Quỳ cho rút quân về nước. Quân Tống rút đến đâu, quân Đại Việt theo sau chiếm lại đến đó. Sau khi về nước, trong số 10 vạn lính Tống ban đầu, chỉ còn 23.400 lính trở về. Trong số 1 vạn ngựa chiến thì còn lại 3.174 con. Số dân phu 20 vạn trở về không được một nửa. Phí tổn chiến tranh được triều Tống tính ra rơi vào khoảng 5.190.000 lạng vàng. Tất cả để đổi lấy một thất bại thảm hại, thất bại của kẻ tự cao. Sau thất bại thảm hại ở cuộc chiến Tống Việt, vua Tống lập tức phế chức tể tướng của Vương An Thạch. Vào tháng 10 năm 1077, Vương An Thạch đã trở về quê nhà ở Giang Ninh để trồng cây, làm vườn, chuyên tâm nghiên cứu Phật học. Từ đó, Vương An Thạch sống cuộc đời giản dị, không ham tiền tài danh vọng. Ông được người đời sau tôn là một trong đường Tống bát đại gia, tức là một trong 8 đại văn hào của đời Đường và đời Tống. Các bạn thân mến, nếu như không phạm sai lầm lớn trong chiến tranh Tống Việt, có thể Vương An Thạch đã có một cuộc đời lưu danh sử sách. Vương An Thạch qua đời năm 66 tuổi, ôm hận Tân Pháp cải cách thất bại và vết nhơ của kẻ đã đề xuất chiến lược tiến đánh Đại Việt, gây ra tổn thất nặng nề cho nhà Tống. Vậy là nhờ tài năng quân sự của mình, Lý Thường Kiệt đã trở thành một trong 2 danh tướng vĩ đại nhất nhà Lý, bên cạnh Lê Phụng Hiểu. Các bạn nghĩ sao về cuộc chiến giữa 2 vị tướng tài ba này? Đừng quên để lại suy nghĩ của mình dưới phần bình luận nhé! Hãy nhấn like và đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử để cùng nhau tìm hiểu thêm về các nhân vật, câu chuyện lịch sử thú vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt!